Xin chào các bạn, quay trở lại chương trình mỗi ngày sản phẩm của công ty Thế Giới Máy. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm máy ép cám viên Takio TK150. Máy ép cám viên Takio TK150 sử dụng điện một pha 220V. Máy sử dụng motor 3kW dây đồng. Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1. Motor 100% là dây đồng. Máy có kết nối CB để bảo vệ motor. Khi chúng ta cấp điện vào, chỉ việc gạt công tắc lên on thì máy sẽ chạy, và khi chúng ta ngừng thì chúng ta sẽ tắt đi, trở về off. Máy ép cám viên Takio TK150 sử dụng 2 Runo để ép viên và một mâm được tiện CNC. Đường kính nỗ là 4 ly. Đường kính mâm nỗ có thể thay đổi 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly tùy theo sự lựa chọn của khách hàng. Và bây giờ chúng tôi sẽ test cho các bạn ra thành phẩm của máy ép cám viên. Nguyên liệu sử dụng làm cám viên là từ hạt lúa mới sử dụng qua máy băm nghiền đa năng Takio để nghiền thành cám, và chuối và các loại bèo mới sử dụng máy thái băm đa năng Takio 2020. Bây giờ chúng ta chỉ việc đưa lên và trộn đều vào, độ ẩm khoảng 15-20%. Trước khi sử dụng, chúng ta sẽ bỏ một ít vào trong cối. Sau đó chúng ta mở CB lên. Sau khi mà chúng ta ép xong một mẻ cám viên thì đoạn cuối chúng ta sẽ pha tỷ lệ là 70% là độ ẩm bằng rau bèo hoặc là cỏ trộn chung với lại nguyên liệu cám, để khi mà ép ra được cái loại cám nó sẽ ra nhão như thế này nha các bạn ha. Đó, thì là trong cái mâm ép cám viên trong này thì nó sẽ còn đọng lại là những cái cám như này, và chúng ta để lại đến sáng mai chúng ta tiếp tục làm việc thì những viên cám này sẽ khô lại và nó nhỏ hơn cái lỗ khay của mâm, thì lúc đó chúng ta chỉ việc cho nguyên liệu vào ép và tự nó đẩy ra. Còn nếu mà chúng ta không pha và tỷ lệ nó ẩm hơn mà nó ra là dạng cám như thế này thì khi mà để ngày mai thì nó cũng không co lại được bao nhiêu, thì nó sẽ bị đóng cứng lại, thì chúng ta sẽ phải tháo ra vệ sinh rất là vất vả. Và đây là thành phẩm của lúa nghiền và thân cây chuối và các loại rau bèo để làm ra viên cám để cho gia súc gia cầm ăn. Và chúng tôi vừa giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về máy ép cám viên Takio TK150, đồng thời cũng hướng dẫn cách sử dụng và test trực tiếp máy cho các bạn. Nếu như bạn có nhu cầu, hãy liên hệ với website thegioimay.vn hoặc maychamnuoi.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.